Xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay sẽ có mẫu xe đạp địa hình Bixing Sun 600, một là dòng xe đạp địa hình thể thao ngon bổ rẻ với mức giá đang bán tại hàng chỉ có là 4.800.000, và các bác đã được một chiếc xe đạp thương hiệu cũng tương đối là tốt, thương hiệu XDS, và bộ đề Shimano Atus với 9 tầng lip và 3 tầng đĩa, cộng với cả là bộ vành bánh là 27.5 inch. Đây, toàn bộ tổng thể xe thì còn cực kỳ là mới, các bác nhìn trên hình đó, rất là đẹp. Thương hiệu XDS cũng rất là quen thuộc với các bác chơi xe đạp, một thương hiệu mà luôn cho ra đời những chiếc xe cấu hình cao và giá cả thì rất là rẻ. Model là Bixing Sun 600, lốp sơn nguyên bản, toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, nguyên bản hết, nguyên zin rất là đặc 100%. Sơn nguyên bản, tổng thể xe thì còn rất là mới, các bác nhìn trên hình. Lốp sơn các thứ hầu như là rất ít vết xước, chỉ có những cái vết xước nhỏ, rất nhỏ do quá trình sử dụng và là vận chuyển về, vận chuyển từ nước ngoài về nên là xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước râm, không thể tránh khỏi. Sử dụng bộ đề Atus với 9 tầng lip và trên này đĩa với 3 tầng đĩa, cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Bộ vành bánh nguyên zin 27.5 inch, rất là ngon. Ngoài ơi cũng nguyên zin. Ghi đông của Ford cũng nguyên zin này, và được trang bị bộ tay bấm xả Tu A5 đây, 9 tầng 9 speed, tương ứng 9 tầng lít, và bên này là 3, tương ứng với cả là 3 tầng đĩa, cho xe 27 tốc độ khác nhau. Xe thì được sử dụng bộ phanh đĩa, nhưng mà trang bị là phanh đĩa cơ. Thì với cái mức giá 4.800.000 thì không thể đòi hỏi là nó có phanh dầu được, nhưng mà cái chuyển động rồi là quá trình sử dụng thì rất là ngon. Phanh đĩa và phanh giảm sóc này là giảm sóc dầu trong xe. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 39 thôi nhé. Từ khóa cọc yên tới tâm cổ phốt 55 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m56-57 đến khoảng 1m66-67 thì phù hợp. Chuyển động cái kim mật này, các bác nhìn thấy rất là ngon. Một chiếc xe đạp giá dưới 5 triệu mà đáp ứng đủ những cái nhu cầu cần thiết. Một chiếc xe đạp cho một người dùng cơ bản sử dụng xe đạp. Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán chỉ có là 4.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác đã đăng ký kênh ở góc phải màn hình
cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã mua lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.